Hello mọi người, Ru thấy là Ru đã quay rất là nhiều các video về swag song, review song, nhưng mà Ru chưa có quay một cái video nào để mà hướng dẫn mọi người cách có thể chọn được màu son phù hợp với bản thân. Video này Ru sẽ chia sẻ cho mọi người 3 mẹo để mà có thể chọn được màu son phù hợp. Và trên tay Ru bây giờ cũng đang có rất là nhiều các phiên bản son của 3CE để mà làm ví dụ minh họa. Điều đầu tiên mọi người sẽ cần lưu ý để mà có thể chọn được một cái màu son phù hợp đó chính là để ý cái men răng. Thì Ru biết là các bạn rất là thích nhìn một cái men răng trắng và sạch đúng không? Vậy thì một mẹo cho các bạn là những cái màu son tông đỏ, ánh đỏ sẽ tôn được men răng rất là nhiều luôn. Bây giờ Ru lấy ví dụ như là Ru đang đánh một cái màu cam đất đi. Và bây giờ Ru sẽ đánh một cái màu đỏ lên ha. Ru sẽ ví dụ với lại cái cây son 211 của 3CE nè. Cây này bên Ru đang sale 30%. Ru ví dụ nè. Mọi người thấy không? Chỉ cần đi phơn phớt lòng môi thôi là cười, cái men răng đã được tôn lên rất là nhiều luôn. Cho nên là những bạn nào mà không tự ti với lại men răng trắng thì cứ nhớ công thức sẽ là son đỏ và ánh đỏ ha. Nếu như bạn không tự tin để đi nguyên một cái môi màu đỏ chẳng hạn vì nó chói quá, nổi quá, thì các bạn cứ đi một cái tông trầm trầm bình thường. Ví dụ như Ru mới đi cái tông cam đất nè, xong rồi Ru sẽ dặm son đỏ ở cái vị trí lòng môi ha. Ru sẽ cho nó lên màu xíu, răng trắng bóc. Vậy thì cái mẹo số 2 mà các bạn có thể để ý mỗi khi mà chọn lựa màu son đó là nhìn cái tủ đồ. Ví dụ như tủ đồ nhà bạn màu gì là nhiều nhất. Ru biết sẽ có những cái màu không thể nào phối được với màu son, ví dụ màu đen chẳng hạn, màu xám, màu xanh lá, xanh dương thì thôi mình bỏ qua ha. Bên cạnh đó là những cái màu mà nó có thể phối được với son, ví dụ hồng, cam, đỏ. Mọi người để ý ba cái màu này. Vậy thì ví dụ nè, Ru đang mặc trên tay là một cái áo không hẳn là đỏ, nó chỉ có họa tiết là đỏ thôi. Vậy thì những cái em son mà màu đỏ sẽ hợp với lại Ru và cái bộ đồ của Ru ngày hôm nay. Giờ Ru lấy ví dụ là cho mọi người nè, giờ Ru đang cầm một cây màu tím đúng không? Không hề liên quan. Giờ đến cây màu cam chẳng hạn, nó cũng không liên quan, mọi người thấy không? Hay là em này là nude set một tông đỏ ánh cam. Trong tình huống này thì nó cũng không liên quan lắm đến bộ đồ của Ru, mọi người thấy không? Nhưng mà Ru thử cho mọi người một em khác. Em này là 213 và em này bên Ru cũng đang sale 30% nè. Mọi người nhìn nha. Rất là liên quan luôn ha. Thì khi mà các bạn đi mua son và các bạn đến tận cửa hàng để test màu chẳng hạn, các bạn có thể làm giống Ru là mình ướm vậy nè. Sau rồi mình đẩy cái gương ra xa, mình sẽ nhìn được bản thân mình và cái trang phục đó cũng như là cái màu son đó có phù hợp hay là không. Vậy thì cái mẹo số 3 mà các bạn sẽ dễ dàng chọn được một cái màu son phù hợp đó chính là mình để ý cái màu da của mình. Thì ở Việt Nam mọi người vẫn rất là thích da trắng đúng không? Cho nên Ru nghĩ một mẹo cho những cái bạn mà da ngăm á, thì các bạn có thể để ý chọn những tông màu sậm và trầm, thì nó sẽ không có bị chỏi và nó làm cho cái nước da của mình nhìn sẽ sang hơn. Nhưng mà cá nhân Ru thì Ru vẫn rất là thích da ngăm luôn. Cho nên là Ru sẽ hẹn mọi người một video mà Ru sẽ đánh nền nó tối một xíu và đánh thử mấy cái tông son mà bình thường Ru vẫn hay đánh. Vậy thì cái cách mà Ru chỉ cho mọi người thì các bạn phải đến tận nơi, đến tận showroom để mà test lên môi hay là ướm thử thì mình mới có thể biết được cái màu son phù hợp đúng không? Vậy thì những bạn mà kiểu mua online thì sao? Thì Ru chỉ cho mọi người một mẹo nha. Bây giờ Ru lấy ví dụ là đây là cái màn hình điện thoại của Ru. Đây là cái em son 215 nè. Vậy thì mọi người để ý cái cột ánh sáng trong cái điện thoại. Tại vì Ru thấy thường mấy bạn là để ánh sáng rất là sáng luôn, cho nên là cái màu son này nó bị lóa và nó khác rất là nhiều cái cây son ở ngoài, mọi người thấy không? Nó không liên quan gì luôn. Vậy thì một mẹo cho các bạn là các bạn sẽ chỉnh sang một cái loại ánh sáng mà nó trung bình. Ví dụ Ru sẽ để nó cái cột sáng ở giữa nè. Cái đây là cây 215 ở ngoài và đây là cây 215 trong hình ha. Thì mọi người thấy không, cái sự chênh lệch của nó không có quá nhiều. Đó, vậy thì với những bạn mà không thể nào đến tận nơi để test thì có thể làm cái cách này, chỉnh lại cái cột sáng trong cái điện thoại của mình ha. Và khi mọi người đã chỉnh được cái cột sáng trong điện thoại rồi, mọi người cũng có thể để mà nhắm kiểu như là em son này có hợp với lại nước da hay là cái bộ đồ của mình hay không. Thì đó có thể là cái cách dành cho mấy bạn mua online. Vậy thì rất là dễ dàng nếu như mà các bạn ở Sài Gòn, tại vì các bạn có thể ghé bên Ru để mà được test son như là tư vấn. Video này Ru muốn nhắc với mọi người là bên Ru đang sale 4 em là 211, 213, 215 và 114. Và 4 em này thì đều sale 30%. Cho nên là các bạn nhớ nhanh tay inbox cho Ru để mà có thể lựa được một em son phù hợp với mình nhất cũng như là giá tốt nhất.
Vậy thì Ru hy vọng là ba tip trong video này sẽ giúp các bạn có thể chọn được một cái màu son phù hợp với các bạn ha. Và nếu như mà các bạn xem mấy cái tip này xong mà vẫn chưa tìm được màu son phù hợp vì một lý do gì đó thì cứ để lại comment, và Ru sẽ lấy những cái comment đó để làm tiếp video tiếp theo cùng với chủ đề này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bye bye.